Kính thưa quý khán giả, sau nhiều lần chỉnh sửa vì có nhiều ý kiến khác nhau, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 79 về sửa đổi, bổ sung quyết định số 02 năm 2020, quy định về bảng giá đất trên địa bàn. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Bảng giá đất mới cho thấy giá đất tăng từ 4 đến 5 lần cho đến hàng chục lần so với giá trước đó, kể cả đất nông nghiệp, đặc biệt gây khó cho nhà đầu tư thuê đất lâu dài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đây chính là nội dung tiêu điểm sẽ được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia hôm nay với tiêu đề Bảng giá đất mới gây khó nhà đầu tư thuê đất, khó thu hút nhà đầu tư. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, bảng giá đất mới tăng theo giá thị trường cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng chắc chắn giá thuê đất trong các khu công nghiệp, khu chế xuất bắt buộc phải tăng theo. Điều này khiến các nhà đầu tư đã thuê và sắp thuê đều phải cân nhắc. Hiện nay Việt Nam đang áp dụng hai hình thức trả tiền thuê đất khu công nghiệp, đó là trả tiền một lần và trả tiền hàng năm. Đối với trả tiền một lần, người thuê đất sẽ trả toàn bộ tiền thuê đất sau khi ký kết hợp đồng thuê đất với chủ đầu tư khu công nghiệp theo một chu kỳ hoạt động. Theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Luật Đất đai 2014, một chu kỳ thuê đất trong khu công nghiệp sẽ không vượt quá 70 năm. Ngoài ra, họ có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng như tài sản gắn liền với đất trong thời gian thuê đất theo thỏa thuận. Nhưng có một thực tế là rất nhiều doanh nghiệp thuê đất vào thời gian trước năm 2000 với giá rất rẻ, có thể vào thời gian đó để mời chào các nhà đầu tư và mong lấp đầy các khu công nghiệp, giá thuê chỉ vài đô la Mỹ trên một mét vuông. Nên nhiều nhà đầu tư thuê diện tích rất rộng, lên đến hàng chục hecta. Họ thuê đất rộng vì vào thời gian đó, các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác của Việt Nam sử dụng công nghệ và kỹ thuật cũ, chủ yếu tập trung vào việc gia công thuê cho các đối tác ở nước ngoài, cần mặt bằng rộng cho các hoạt động sản xuất, giao dịch, kho bãi, văn phòng trải rộng ra trên mặt bằng với các nhà trệt lợp mái tôn. Với các nhà đầu tư này, họ đang lo lắng là sau khi bảng giá đất mới ban hành, liệu họ có phải trả tiền thuê đất bổ sung hay là được hưởng hết chu kỳ thuê là 70 năm? Đối với trả tiền hàng năm, người thuê đất sẽ trả trước tiền thuê đất mỗi năm cho khu công nghiệp. Hình thức này được đại đa số các nhà đầu tư chọn, vì có rất ít nhà đầu tư có đủ tài chính trả hết một lần cho 70 năm. Thậm chí, 70 năm là thời gian dài khó lường trước được những biến động xảy ra. Chính vì trả tiền hàng năm, nên các nhà đầu tư thuê đất kiểu này đang như ngồi trên lửa. Chẳng hạn công ty Tanimax thuê hơn 22 hectare đất ở khu công nghiệp Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2009 với giá thuê 1.740 đồng một mét vuông một năm. Đến năm 2023 được điều chỉnh tăng lên 88.740 đồng một mét vuông một năm. Với bảng giá đất mới điều chỉnh, khu đất này có giá là 38.300.000 đồng một mét vuông. Như vậy, tiền thuê đất sẽ tăng so với năm 2023 hơn 30%. Tương tự, chủ một công ty ở quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh được nhà nước giao thuê 14.000 mét vuông đất tại đường Tô Ký hơn 30 năm nay. Nếu theo bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp mới, thì vị trí đất của công ty có giá 30.200.000 đồng một mét vuông, tăng sắp xỉ 35% so với năm gần nhất 2023. Nhìn rộng ra, các công ty thuê đất trong khu công nghiệp và các cụm công nghiệp đang chịu một áp lực rất lớn, đó là phải trả tiền thuê đất cho diện tích mình sử dụng rất lớn. Có thể có những doanh nghiệp không trả nổi, hoặc nếu không được cũng phải đi vay nợ, làm tăng chi phí đầu vào và đương nhiên đầu ra sản phẩm sẽ tăng giá, khiến cho hoạt động sản xuất khó khăn hơn. Đại diện cho doanh nghiệp ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, cách tính đơn giá thuê đất có thể làm tăng chi phí thuê lên rất cao. Theo cách tính mới, giá thuê đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp sẽ tăng từ 35-50%, đất thương mại, dịch vụ tăng từ 18-53%. Điều này gây khó khăn với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư của thành phố. Theo ông Tô Ngọc Ngời, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn, việc áp dụng bảng giá đất mới sẽ làm tăng đáng kể chi phí thuê đất của doanh nghiệp. Ông Ngời minh chứng doanh nghiệp có thuê lô đất trên đường Trương Định, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh làm văn phòng với diện tích 1.235 m2.
theo bảng giá đất cũ, tiền thuê đất hàng năm doanh nghiệp phải đóng hơn 4,2 tỷ đồng. Nếu chiếu theo quy định bảng giá đất mới, công ty phải đóng tiền thuê đất hơn 6,1 tỷ đồng, tăng hơn 30%. Đây thật sự là thay đổi quá sức chịu đựng của doanh nghiệp. Do vậy, ông Ngời cũng đề xuất cần có lộ trình điều chỉnh hợp lý để doanh nghiệp có thể thích ứng, tránh gây sốc cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thời gian áp dụng điều chỉnh cần được tính toán để doanh nghiệp có đủ thời gian điều chỉnh hợp đồng. Một ví dụ khác, ông Trần Văn Mười, chủ tịch thành viên công ty nhà đất Nhân Mười cho biết, công ty và đối tác đang cân nhắc thực hiện một dự án tại khu 103 phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, giá đất tại khu vực này dao động khoảng 7 triệu đồng một mét vuông, nhưng theo bảng giá đất mới, mức giá đã tăng vọt lên đến 84 triệu đồng một mét vuông. Trong điều kiện doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, giờ điều chỉnh bảng giá đất mới, doanh nghiệp sẽ khó càng thêm khó. Cũng băn khoăn việc xác định thời điểm áp dụng bảng giá đất mới đối với các khu công nghiệp, ông Trần Ngọc Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên, cho biết doanh nghiệp đang thuê đất theo hợp đồng trả một lần, sử dụng 50 năm, tính từ năm 2013, khác với những doanh nghiệp thanh toán tiền thuê đất hàng năm. Tuy nhiên, từ năm 2017-2018, có nhiều doanh nghiệp muốn đầu tư thanh toán tiền thuê đất nhưng vẫn chưa xong, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy những doanh nghiệp thuê đất phi nông nghiệp, đất sản xuất tại các khu công nghiệp như kể trên, có bị hồi tố theo bảng giá đất mới hay không? Còn theo bà Bùi Thị Nữ, Chánh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh HEPGIA cho biết, hiện thành phố Hồ Chí Minh có 17 khu công nghiệp và khu chế xuất. 6 khu đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, không bị ảnh hưởng bởi bảng giá đất mới, nhưng 11 khu còn lại phải trả tiền thuê đất hàng năm, ký hợp đồng ở các giai đoạn khác nhau với các chính sách thỏa thuận khác nhau. Có những hợp đồng đơn giá thuê đất được ổn định trong vòng 5 năm và mỗi lần điều chỉnh không quá 15%. Nhưng một số khu vực khác không thỏa thuận được, phải chịu ảnh hưởng từ bảng giá đất mới. Ông Đào Quang Dương, Phó trưởng phòng Kinh tế đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh, giải phóng mặt bằng. Bởi lẽ, từ trước đến nay, chi phí mặt bằng vẫn hoạt động với cơ chế, doanh nghiệp thỏa thuận với người dân theo giá thị trường. Giá đất áp dụng quy luật cung cầu. Vì vậy, theo lý thuyết bất động sản, không bị tác động. Tuy nhiên, bảng giá đất mới sẽ tác động đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Theo ông Đào Quang Dương, bảng giá đất mới tại thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ bằng 60% giá thị trường. Do vậy, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sẽ bị tác động ở hai phương diện. Đó là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và tiền thuê đất khi nhà nước cho thuê đất, thu tiền hàng năm. Thứ nhất, đối với thuế đất phi nông nghiệp có ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh với mức thu hiện tại là 0,15% một năm. Mức thu này sẽ được áp dụng trong vòng 5 năm, áp theo luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2012. Song chu kỳ thuế chưa kết thúc, mức thu này sẽ giữ nguyên đến năm 2027, do đó chưa tạo ra tác động mạnh mẽ đến doanh nghiệp trong giai đoạn này. Thứ hai, đối với thuế đất hàng năm, khi bảng giá đất tăng thì thuế tăng và kéo theo giá mặt bằng cũng tăng. Mức tăng từ 0,25% đến 3% sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp. Nhưng theo quy định mới của luật đất đai 2024, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ điều chỉnh tỷ lệ thuê đất sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Hiện Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh đang lên dự thảo lấy ý kiến áp dụng tỷ lệ mới là từ 0,25 đến 1%. Mục tiêu là đảm bảo mức giá đất thương mại dịch vụ không tăng quá mức, giúp doanh nghiệp không phải đối mặt với sự biến động mạnh trong chi phí. Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa cho rằng, về phía chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, cần cân nhắc giá thuê sao cho hợp lý để đảm bảo không làm trái với quy định của nhà nước, nhưng cũng không tạo gánh nặng quá sức đối với doanh nghiệp đang thuê đất, cũng như không làm mất lợi thế cạnh tranh. Bởi lẽ, giá thuê đất cao khiến cho các nhà đầu tư mới chần chừ không vào thành phố Hồ Chí Minh mà chuyển ra các tỉnh thành khác có giá đất thuê thấp hơn, thậm chí chuyển sang các nước khác có giá thuê thấp hơn, do luật đất đai và quyền sở hữu tài sản khác với thành phố Hồ Chí Minh. Song ngược lại, về phía các doanh nghiệp đang thuê và sẽ thuê, tiến sĩ Hòa cho rằng cần phải tính đến hai vấn đề. Thứ nhất, cần đổi mới công nghệ và kỹ thuật sản xuất kinh doanh, dịch vụ để không phải sử dụng mặt bằng lớn. Thực tế cho thấy bất cứ doanh nghiệp nào sản xuất kinh doanh hay làm dịch vụ mà sử dụng công nghệ kỹ thuật lạc hậu bao giờ cũng cần mặt bằng lớn để cho hàng ngàn công nhân làm việc và máy móc đơn chức năng chạy dài theo dây chuyền. Trong khi các loại máy móc hiện đại không chỉ nhỏ gọn mà còn làm cùng lúc nhiều chức năng nên không cần phải mặt bằng lớn.
Thứ hai, cần tiết kiệm đất bằng cách phát triển theo chiều thẳng đứng. Nếu quan sát, chúng ta sẽ thấy tất cả gần như 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất của Việt Nam đều là các dãy trệt, nhà song song lợp mái tôn, chiếm rất nhiều diện tích. Nay cần thay đổi các thiết kế và xây dựng các nhà chức năng chồng lên nhau mà vẫn hoạt động sản xuất bình thường. Có thể lấy một ví dụ điển hình nhất là các nhà máy chế biến thực phẩm, trồng rau sạch của Singapore. Hiện nay, ở Singapore đã có 15 trang trại thẳng đứng, trồng rau xanh, Sky Green Farm. Mỗi trang trại có diện tích khá nhỏ, chỉ từ 1 đến 1,5 hectare, bao gồm các tòa nhà cao 12 tầng. Dù diện tích nhỏ, nhưng mô hình này cho sản lượng cao gấp 10 đến 12 lần so với canh tác truyền thống và giá thành thấp, mỗi năm cung cấp cho thị trường hàng chục ngàn tấn rau sạch. Tương tự như thế, rất nhiều thành phố của Trung Quốc như ở Trùng Khánh, Quảng Đông cũng chuyển từ mô hình hoành tráng, bề thế, rộng rãi sang mô hình nhỏ gọn, vươn cao nhưng hiệu quả. Bởi các nhà đầu tư nước ngoài khi phải trả tiền thuê đất cao, họ thay đổi chiến thuật phát triển từ chiều ngang sang chiều thẳng đứng. Do vậy, ở Việt Nam, mỗi chủ nhân của khu công nghiệp, khu chế xuất, dù tư nhân hay đại diện nhà nước, cần phải tư duy lại trong việc tổ chức không gian sản xuất và các hoạt động phục vụ sản xuất. Một điều dễ thấy là trong một khu công nghiệp có vài chục nhà máy khác nhau, mỗi nhà máy lại có một khu xử lý nước thải riêng biệt. Một khu đất dành làm nhà kho chứa vật liệu, nhà chứa thành phẩm, bãi xe, nhà ăn, hội trường, khu dịch vụ. Nếu các nhà máy sử dụng chung các công trình này, chẳng hạn như xử lý nước thải chung cho một cụm nhà máy, dịch vụ cho công nhân, thì diện tích đất ít đi, giá thuê sẽ ít hơn. Kính thưa quý khán giả, ở một góc nhìn khác về thị trường bất động sản, liệu giá có tăng theo bảng giá đất mới? Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, bảng giá đất mới sát giá thị trường sẽ làm tăng chi phí liên quan đến đất đai như chi phí giải phóng mặt bằng, đền bù thu hồi đất, thuế phí liên quan đến đất đều tăng. Từ đây sẽ có tác động dây chuyền, kích hoạt mặt bằng giá đất bất động sản mới. Theo tính toán của Bộ Xây dựng, chi phí đất đai trong tổng chi phí của dự án đối với nhà ở chung cư cao tầng chiếm khoảng 7-20%. Đối với dự án nhà biệt thự, nhà liền kề chiếm khoảng 25-50%. Bộ Xây dựng dẫn chứng khi tính toán áp dụng bảng giá đất mới tại khu nhà ở của GB Invest Hà Nội. Chi phí tiền sử dụng đất tính trên giá bán mỗi mét vuông căn hộ sau khi áp dụng bảng giá đất mới tăng lên 22 triệu đồng trên 36 triệu đồng, chiếm khoảng 60%. Tỷ lệ này theo bảng giá đất cũ là 41,5%, tương đương 15 triệu đồng trên 36 triệu đồng. Tương tự dự án Thanh Lâm Đại Thịnh 2 Hà Nội cũng tăng tiền sử dụng đất từ 15 lên 33% giá bán. Tại khu đô thị Đông Thăng Long, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, do giá đất tăng nên chi phí sử dụng đất sẽ tăng từ 26,5% lên 60-65%. Tỷ trọng này cũng tăng tại dự án biệt thự khu đô thị Chánh Mỹ, Bình Dương từ 16,3% lên khoảng 50%. Có thể thấy việc áp dụng bảng giá đất mới với xu hướng điều chỉnh tăng so với trước đã làm tăng chi phí đầu tư xây dựng, dẫn đến giá thành sản phẩm của các dự án tăng lên khá nhiều. Qua khảo sát sơ bộ một số dự án cho thấy, mức tăng phổ biến từ 15 đến 20% so với trước. Theo Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Châu, giá đất tăng có những tác động tích cực. Như người dân có đất bị thu hồi sẽ được bồi thường, hỗ trợ tái định cư thỏa đáng hơn, với số tiền được bồi thường cao hơn, giúp nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất tăng thêm trong thời gian tới. Chênh lệch địa tô được xử lý thỏa đáng hơn, hạn chế những bất cập về đất hai giá. Nói như Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Toàn Thắng, khi áp dụng bảng giá đất điều chỉnh, các khoản lệ phí, thuế, tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính về đất đai sẽ được công khai, minh bạch, công bằng. Ngoài ra, các khoản xử phạt hành vi vi phạm về đất đai cũng tăng lên, góp phần làm trong sạch, lành mạnh thị trường bất động sản. Tuy nhiên, theo ông Châu, khi bảng giá đất tăng, kéo theo là chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tăng lên, làm tăng chi phí đầu tư, kể cả dự án đầu tư công và dự án của các doanh nghiệp tư nhân. Điều đó dẫn đến chi phí đầu vào tăng, tạo sức ép tăng giá nhà đất, giá nhà cho thuê, giá cho thuê đất trong các khu công nghiệp và các dự án đầu tư kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch, dẫn đến việc có thể làm tăng giá cả hàng hóa và tác động bất lợi đến cả các dự án nhà ở xã hội do doanh nghiệp phải thỏa thuận về nhận chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. So với bảng giá năm 2020, giá đất hiện tại điều chỉnh tăng bình quân từ 4 đến 35 lần.
lẽ đương nhiên sẽ tác động đến giá của hầu hết các loại hình bất động sản và mọi ngóc ngách của thị trường. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, thị trường bất động sản vẫn chưa có tín hiệu tăng. Ông Đoàn Chí Thanh, Chủ tịch Công ty Hoàng Anh Sài Gòn nhận định, xét trên góc độ giao dịch thứ cấp, tức nhà đầu tư mua đi bán lại, bảng giá đất mới sẽ không làm thay đổi quá nhiều giá trị của các loại hình nhà riêng, nhà phố, đất thổ cư. Tuy nhiên, với thị trường sơ cấp, giá đất tăng làm thuế, chi phí tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng tăng, kéo giá thành bất động sản buộc phải điều chỉnh. Tuy nhiên, giá tăng hay không cần phải có thời gian để bảng giá đất mới đi vào cuộc sống. Còn hiện tại, người dân, nhà đầu tư có tâm lý té nước theo mưa. Khi bảng giá đất tăng lên, thì khi giao dịch nhà đất họ cũng sẽ định vị lại giá bán, dẫn đến nhiễu loạn thị trường, gây tình trạng sốt nóng cục bộ ở vài phân khúc. Chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang cho rằng bảng giá đất mới chịu ảnh hưởng nhiều nhất là loại hình đất nền vùng ven. Dự báo từ 3 đến 6 tháng tới, giá đất nền hiện hữu sẽ tăng từ 20 đến 30% so với hiện nay. Tiếp theo, giai đoạn từ 6 tháng đến 1 năm nữa, giá đất nền sẽ tăng từ 30 đến 50%. Còn hiện tại, tác động của bảng giá đất mới lên thị trường bất động sản chưa thực sự rõ nét. Nhưng vài tháng qua, một số chủ đầu tư khi tung dự án mới ra thị trường đều bán giá khá cao. Không loại trừ các chủ dự án lợi dụng việc điều chỉnh bảng giá đất để đẩy giá bán. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.